Mỗi khi trời mưa, một lượng nước lớn từ trên cao đổ xuống, kéo theo bao chất độc hóa học, xoáy nát bờ kè, chảy qua nguồn nước sinh hoạt, bờ sân, qua hiên nhà rồi ngấm vào đất. Đó là chia sẻ của người dân sống bên dưới dự án sân golf Hạ Long của công ty cổ phần tập đoàn FLC. Để hiểu rõ về hệ thống xử lý nước thải này, phóng viên đã men theo dòng nước màu đỏ ngược lên dự án sân golf FLC Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh. Theo quan sát thì dự án sân golf được xây dựng trên lưng chừng một quả đồi. Chỉ một trận mưa lớn là có thể cuốn trôi nhiều thứ từ sân golf xuống khu dân cư. Theo phản ánh của người dân thì chủ đầu tư đã rải hàng nghìn lít thuốc bảo vệ thực vật xuống thảm cỏ. Chủ đầu tư đang treo hàng nghìn lít thuốc bảo vệ thực vật trên đầu dân và mỗi lần mưa xuống là lòng dân lại bất an. Một người dân nói: "Thuốc đúng rồi đấy, thuốc đấy. Phun thuốc bảo quản thì cỏ kìa." Đấy, đúng rồi đấy. Thì sao là nước nó chảy xuống tận nó dưới? Nó chảy đấy, chứ hồi nó ở trên này nó có cái xe nó chảy xuống đây này. Bên kia là nó có cái xe chảy đây, bên cô này có cái xe bên kia nó chảy đây này. Đây các bạn xe các bạn chạy được bên kia xuống. Chỗ đằng sau nhà kia có cái bạt này. Nên là cái xe trên đây này nó chảy xuống đây. Bên dưới sân golf, chủ đầu tư cho xây dựng một hồ chứa nước rộng hơn 50m2. Cùng với đó là hai đường ống dẫn nước thải từ dự án sân golf xuống bể chứa. Tuy nhiên, hai ống dẫn nước này luôn trong tình trạng khô cong. Thay vào đó có hai dòng nước chảy liên tục về bể chứa. Nhánh thứ nhất, nước có màu đỏ như màu gạch nung, bắt nguồn từ sân golf, chảy qua hiên nhà, cạnh khu nước sinh hoạt, trước sân nhà của 5 hộ dân rồi đổ về bể. Nước chảy đến đâu nhuộm đá nền thành màu đỏ gạch đến đấy. Nhánh thứ hai cũng từ sân golf chảy trực tiếp xuống bể, cũng màu đỏ như màu gạch nung. Nước đặc quánh, đỏ au, không biết chứa trong nước là chất gì, là bùn hay chất trong thuốc bảo vệ thực vật, xong để lại màu đỏ rất đáng sợ nơi nước chảy qua. Hai dòng nước này chảy vào bể rồi chảy thẳng vào một con mương. Tuy nhiên, con mương này không lắng nền mà kè bằng lớp đá hộc to. Do vậy, một phần nước từ sân golf chảy xuống bể, chảy ra mương rồi ngấm luôn vào lòng đất, nơi người dân sinh sống trước khi được nhập vào con mương chứa nước thải dân cư. Người dân ở đây cho biết, trước đây họ có đào giếng để lấy nước dùng, nhưng giờ hàng ngày ngồi nhà nhìn thấy chủ sân golf phun biết bao nhiêu loại thuốc vào sân golf và nước đó có thể ngấm xuống đất nên không dám dùng nước giếng nữa. Trước đó, từ khu dự án của tập đoàn FLC, người dân phát hiện dòng nước có váng màu đen tại một vị trí khác chảy ra biển. Về việc này, Ủy ban Nhân dân thành phố Hạ Long đã có báo cáo, đồng thời cho biết tổng dầu mỡ đo được là 2,110mg trên lít, cao gấp 2,11 lần giới hạn cho phép tại quy chuẩn Việt Nam 08-MT-2015-BTN-MT, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước mặt 1mg trên lít, mẫu NB1. Tổng dầu mỡ đo được là 0,187mg trên lít, thấp hơn giới hạn cho phép tại quy chuẩn Việt Nam 10-MT-2015-BTN-MT, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước biển ven bờ 0,mg trên lít. Trên cơ sở đó, nhiều chuyên gia đề nghị cần làm rõ báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án. Phó giáo sư tiến sĩ Trần Hồng Côn, khoa hóa, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên cho rằng cần làm rõ báo cáo đánh giá tác động môi trường có tuân thủ quy trình, có bỏ sót các tiêu chí đánh giá hay không, bởi đánh giá tác động môi trường phải có tầm nhìn xa, chứ không thể xem xét đến tác động có hại trực tiếp trước mắt.